bán nhà Hà Nội phố Tôn Đức Thắng, lô góc hai mặt thoáng chỉ hơn 4 tỷ. Và chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Bán Nhà Dưa Hà Nội. Căn nhà Hà Nội em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay nằm tại phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa với diện tích là 33m². Căn nhà của chúng ta là căn nhà lô góc hai mặt thoáng, được xây dựng 5 tầng, thiết kế thông sàn với mức giá đang được chào bán chỉ có 4,5 tỷ thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để được đi xem trực tiếp và hoàn toàn miễn phí căn nhà tại phố Tôn Đức Thắng này. Còn bây giờ, em sẽ mời anh chị đi xem trước qua video này anh chị nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà Hà Nội lô góc hai mặt thoáng nằm tại phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa mà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay. Căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 34m², được thiết kế 5 tầng anh chị nhé. Với mặt tiền tầm khoảng 6m. Nhà có hướng chính nam. Đây em sẽ zoom rộng một chút nhé để anh chị dễ hình dung hơn. Và đây, phía mặt thoáng bên ngoài và một mặt thoáng nữa ở bên này anh chị này. Đặc biệt là cái khu vực sân này chúng ta được sử dụng rất là nhiều luôn. Đây, xe máy để thoải mái. Từ đây, tận ngoài này nữa. Đây là một trong những điểm mà rất ít những căn nhà ngoài Hà Nội có được. Vừa thoáng hai bên, vừa có chỗ để xe. Còn đương nhiên tầng 1 thì sẽ thiết kế tầng phòng bếp phòng khách ở đây rồi. Các tầng trên mỗi tầng một phòng ngủ. Cái form thiết kế này thì cũng rất là quen thuộc với quý anh chị rồi. Em cũng đã quay rất là nhiều cho anh chị. Thang bộ gỗ, ốp gỗ hết. Đặc biệt là mức giá đây của chúng ta thì chỉ hơn 4 tỷ cơ. Hơn 4 tỷ cho một mẫu nhà 34m², lô góc hai mặt thoáng như thế này. Đặc biệt là lại nằm ở phố Tôn Đức Thắng nữa. Rất tuyệt vời. Đây, nhà vệ sinh rất là rộng luôn. Nhà vệ sinh thì rộng rãi. Các tầng trên thì cũng thiết kế tương tự như thế này thôi. Đây là khu vực tầng 3. Tầng 3 của chúng ta. Đấy. Phòng ốc khá là rộng. 34m thôi. Nhưng mà căn nhà này đua được ra rất là nhiều. Đấy. Diện tích rồi là nhà vệ sinh thì rộng mênh mông. Đây khu vực tầng 4. Nếu anh chị đang có nhu cầu tìm một căn nhà quanh khu vực Tôn Đức Thắng tầm tiền quanh 4 tỷ thì căn nhà này quý anh chị nên đến xem tham khảo cho mình anh chị nhé. Tầm tiền rất là hợp lý. Đấy. Sân rộng rãi này. Đấy. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình những căn nhà riêng tuyệt vời. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Xin cảm ơn.